Đối với thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan theo thông tư số 38/2015 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện các bước như sau. Bước 1. Trước hết, doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến ngành hải quan tại địa chỉ http://push.custom.gap.vn. Bước 2. Ký chữ ký số lên các bộ thủ tục để đính kèm khi khai dịch vụ công trực tuyến. Bước 3. Khai hồ sơ và gửi đến cơ quan hải quan qua dịch vụ công trực tuyến. Chọn vào tab quản lý hồ sơ, chọn vào thêm mới, chọn thủ tục hoàn thuế theo thông tư 38 và bấm vào nộp hồ sơ, chọn cục hải quan và chi cục hải quan nơi giải quyết thủ tục hải quan. Điền thông tin người nộp hồ sơ, họ và tên, điện thoại, địa chỉ, email, số chứng minh, hộ chiếu, khai hồ sơ. 1. Tải tệp văn bản yêu cầu hoàn thuế không thu thuế đã ký chữ ký số ở bước 2 bằng cách bấm vào chọn tệp. 2. Chọn các tệp đính kèm khác theo bộ thủ tục, chẳng hạn như danh sách tờ khai hoàn thuế theo yêu cầu. Ghi chú thông tin yêu cầu khác, nhập mã xác nhận như hình bên cạnh, chọn ô nhận kết quả bằng bản điện tử hoặc nhận kết quả bằng bản giấy và check vào ô thông tin. Tôi đã kiểm tra kỹ thông tin trước khi đến cơ quan hải quan. Bấm vào chọn nộp hồ sơ để nộp hồ sơ đến cơ quan hải quan. Sau khi hồ sơ đã chuyển đến cơ quan hải quan, doanh nghiệp có thể in phiếu tiếp nhận bằng cách nhấn nút in phiếu tiếp nhận hồ sơ ở cuối hồ sơ. Trong trường hợp đã chọn ở bước 3, nhận kết quả bằng bản giấy để khi đến cơ quan hải quan nhận kết quả. Doanh nghiệp chờ nhận kết quả xử lý của cơ quan hải quan ngay trên hồ sơ điện tử tại ô kết quả xử lý. Xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm theo dõi.